Sau khi cài đặt DaVinci Resolve, bạn hãy mở phần mềm ra. Màn hình đầu tiên bạn nhìn thấy là màn hình quản lý người dùng của DaVinci. Tại đây bạn có thể thấy các người dùng. DaVinci có hai người dùng ngầm định là Admin và Guest. Để bắt đầu, tôi khuyên bạn nên tạo một tài khoản của riêng mình. Để tạo một người dùng mới, bạn có thể bấm vào nút Icon bên góc trái bên dưới của màn hình. Để ở phần Username, gõ tên đăng nhập mà bạn mong muốn. Tiếp theo, ấn nút Setup New User. Sau khi xong, bạn có thể bấm vào tên username bạn vừa đăng ký. Màn hình quản lý dự án của người dùng đó sẽ được hiện ra. Ở góc trái gần dưới cùng, nút cộng để bạn tạo mới một dự án. Hãy bấm vào và đặt tên cho dự án đầu tiên của bạn. Nháy kép vào tên dự án để bắt đầu. Và đây là màn hình giao diện của DaVinci Resolve 11. Giao diện của DaVinci Resolve được chia làm 4 giao diện chính. Bạn sẽ thấy ở phía dưới cùng của màn hình có tab Media, Edit, Color, Deliver. Từ phiên bản số 11 trở về trước thì có thêm giao diện tab Gallery. Tuy nhiên trong phiên bản số 11 đây thì bạn sẽ không thấy giao diện này nữa, bởi vì giao diện này đã được ghép với chung với giao diện của Color. Trong tab Media, bạn có thể quản lý dữ liệu cho dự án, cho phép thêm video hoặc các nhóm thư mục. Nếu bạn quen với Premiere thì tab này gần giống với bảng quản lý thư viện dự án Library Project trong Premiere. Với tab Edit thì ở đây bạn có thể quản lý timeline với chức năng gần giống như Premiere. Tuy nhiên do chức năng biên tập của DaVinci Resolve không mạnh bằng Premiere, chính vì thế nên chức năng này đa phần chúng ta sử dụng nhằm mục đích chuyển đổi dự án từ Premiere sang DaVinci để làm màu. Với tab Color để xử lý màu cho khung thời gian đang thực hiện, series Basic này sẽ hướng tới các bạn trong việc hướng dẫn các bạn sử dụng các chức năng trong tab Color này. Ở tab Delivery thì đây là một tab dùng để xuất băng giống như chức năng render của Premiere. Chúng ta sẽ đi sâu hơn về tab này ở cuối của dự án.